Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm em sẽ review giới thiệu chi tiết tới các bác nhà mình một số các sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề để phục vụ cho các bác có thể là sử dụng trong gia đình hoặc là các bác thợ làm nghề sử dụng cực kỳ là ok. Hôm nay thì tất cả các sản phẩm sẽ được giảm giá kịch sàn để hỗ trợ mùa Covid cho các bác nhà mình. Bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm đến cái sản phẩm nào thì các bác hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại trung tâm điện máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc, không cần phải chuyển khoản tiền trước. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác cứ yên tâm. Tới đây thì bên em sẽ có một số các sản phẩm dọn kho, em sẽ thanh lý giá lô vốn cho các bác nhà mình. Nên là các bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm về sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề thì các bác hãy nhanh tay ấn đăng ký kênh theo dõi Điện Máy Ngọc Mai, để khi nào mà bên em có chương trình các bác sẽ là những người đầu tiên nhận được những cái thông báo mới nhất, thì các bác sẽ có nhiều cơ hội để được mua hàng giảm giá và được miễn phí ship trên toàn quốc các bác nhé. Hôm nay thì trong cái đoạn video này, các bác mà trong đơn hàng của các bác có một sản phẩm trị giá từ 120k trở lên là ngay lập tức các bác sẽ được miễn phí ship hoàn toàn. Còn những cái sản phẩm nho nhỏ các bác bên em vẫn gửi ship tận nơi cho các bác, nhưng mà các bác sẽ mất thêm phí ship là 30.000 nhá. Còn trong đơn hàng của các bác chỉ cần có một sản phẩm trị giá 120.000 là các bác sẽ được miễn phí ship hoàn toàn. Trước tiên thì em sẽ tư vấn tới các bác nhà mình một cái mẫu sản phẩm cực kỳ là ok này. Ổ cắm điện đúc nhá. Cái này bên em còn số lượng rất là ít. Ổ cắm thì nó sẽ có hai mẫu này. Đây là mẫu 3 ổ nhá. Đây là mẫu 3 ổ và đây là mẫu 5 ổ cắm. Sẽ đồng giá nhau cho các bác luôn, với mức giá là 45.000 đồng trên một ổ. Giá này là các bác chưa được bao ship đâu. Nếu trong đơn hàng của các bác chỉ cần có một sản phẩm trị giá 120.000, các bác đi chung ổ cắm, phích cắm thì các bác sẽ được bao phí ship chung luôn nhá. Với ổ 3 lỗ cắm như thế này thì các bác sẽ có đèn led báo điện nhá. Cái này nó có 3 lỗ tròn này, 3 lỗ tròn. Về các bác đấu dây và đây là các bác sẽ sử dụng được nhá. Còn đây là ổ 5 lỗ này. Ổ 5 lỗ thì nó sẽ không có đèn báo led, thế nhưng mà nó sẽ có thêm cái phần chuôi cắm dẹt đây cho các bác. Để gia đình bác nào mà có những cái thiết bị điện nước ngoài thì các bác có thể là sử dụng được luôn. Đấy, và nó có móc treo như này nhá. Cái này là ổ cao su đúc nên là siêu bền. Các bác lấy búa đập không vỡ nhá, búa đập không vỡ. Đảm bảo những bác nào mà đi làm công trình, công trường thì các bác xài cái này cực kỳ là ok. Đấy, bên em có ổ cắm và cả dây điện đúc là bên cũng có luôn đấy. Dây điện đúc 5m, 10m, rồi 15, 20m là bên cũng có. Các bác là có nhu cầu thì có thể liên hệ bên em. Đây, ổ cắm sẽ đồng giá nhau là 45.000 trên một chiếc các bác nhá. Còn phích cắm này, phích cắm đúc thì cái củ của nó, củ cắm của nó cực kỳ là to. Đấy, cái củ đồng nó rất là to nhá. Các bác cắm cực kỳ là chắc, khỏe. Đấy, với cái phích cắm này thì với mức giá chỉ có 20.000 thôi, 20.000 một ổ. Đây, ổ cắm là 45.000 một ổ nha, còn phích cắm là 20.000 một phích nha các bác nha. Một cái mẫu sản phẩm mà rất là hữu ích cho các bác và gia đình hoặc các bác thợ điện này. Đây là một chiếc mỏ hàn xung nhá. Mỏ hàn xung của bên em thì sẽ là 100W và mỏ đồng. Đấy, giá hôm nay em sẽ chiên cho các bác chỉ với mức giá là 170.000. 170.000 đồng các bác được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc và tận nơi luôn. Đó, thì mỏ hàn thì các bác đi mua thì sẽ nó không theo kìm hàn, với không có theo thiết hàn với lại nhựa thông đâu. Các bác nào mà chưa có thiết hàn, nhựa thông thì các bác báo bên em để mua thêm nhé. Còn 170.000 là có mỏ hàn thôi. Cái này các bác gọi là mỏ hàn xung tre. Đấy, khi mà đặt hàng các bác nhớ là đọc đúng cái mã sản phẩm mà em đọc tên ở đây và cái giá tiền, để làm sao mà nhân viên bên em chốt đơn nó không bị nhầm mã sản phẩm cho các bác nhé. Đây là mỏ hàn xung nhé. Mỏ hàn xung, mỏ đồng, giá là 170.000 đồng. Em miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho các bác nhé. Còn đây là một chiếc máy xay sinh tố đa năng này, thương hiệu Osaka nhé các bác. Với cái sản phẩm này của bên em này, các bác nhìn nhá, nó sẽ có hai dao. Đấy, trên thị trường các bác mua nó chỉ có một dao thôi. Cái này của bên em có hai dao nên là các bác xay nó rất là nhuyễn và nhanh. Đấy, sản phẩm Osaka. Hôm nay với cái mẫu sản phẩm này nhá thì em sẽ chiên cho các bác với mức giá là 250.000 là các bác được miễn phí ship luôn. Và các bác để xay cua, xay cá, xay rau củ quả, xay thịt, nói chung là rất là tiện ích nha các bác nhá. Với mức giá là 250.000 các bác nhá. Với mức giá là 250.000 đồng, miễn phí vận chuyển trên toàn quốc và tận nơi cho các bác. Đây, tiếp theo là có một cái mẫu sản phẩm này rất là hữu ích với các bác xài gia đình này.
Đây là một chiếc cái đèn, cái này là cái máy bắt ruồi nhá. Đấy, cái này là máy bắt ruồi. Đấy, gia đình các bác mà những cái nơi nào mà nó có nhiều ruồi ấy, có nhiều ruồi thì các bác có thể là sử dụng cái này. Cái này về thì các bác sử dụng cắm điện trực tiếp 220 nhá. Cắm điện trực tiếp 220. Đấy, cắm điện nó sẽ có một công tắc ở đây này. Đấy, các bác bật công tắc lên. Đấy, bật công tắc lên là nó sẽ quay nhá. Bắt đầu máy nó sẽ quay tròn như này. Các bác đặt thức ăn ở đây, ở những cái khe này này. Đấy, các bác đặt thức ăn là con những cái con ruồi nó vào đây nó ăn thức ăn, nó sẽ bị bắt vào đây và nó chui xuống bên dưới nhá. Đấy, rất là tiện nhá. Với cái sản phẩm này thì hôm nay là bên em sẽ tri ân tới các bác nhá. Với mức giá là 170.000 đồng nhá các bác nhá. 170.000 đồng. Đấy, nhìn nó rất là đơn giản như này nhưng nó cực kỳ là lợi hại đấy các bác. Đấy, các bác gia đình mà có nhiều ruồi, những cái mồi nó nhiều ruồi, nó bấu vào những cái đồ ăn các thứ rất là khó chịu, các bác sử dụng cái này. Đấy, sẽ bắt được rất là nhiều ruồi luôn đấy. Đây là cái máy bắt ruồi, máy bắt ruồi các bác nhá. Giá là 170.000 đồng, là bên em bao phí vận chuyển toàn quốc cho các bác luôn nhá. À, tiếp theo thì hôm nay cái mẫu bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này em còn mấy hộp nữa thôi. Hôm nay là em sẽ thanh lý cho các bác luôn nhá. Bàn chải đánh răng Hàn Quốc, giá là 180.000 đồng trên một hộp nhá. Sẽ có 30 chiếc như này. Đấy, trong này nó sẽ có 30 chiếc bàn chải đánh răng này. Các bác chỉ cần sở hữu một hộp bàn chải này thôi, nhưng mà sẽ sử dụng được cho cả gia đình trong vòng vài năm luôn. Đấy, cái lông bàn chải của nó rất là mềm nhá. Đấy, trong này có 30 chiếc, nếu như mà các bác mua ngoài thị trường này, giá liêm yết này. Đấy, hơn 30.000 đồng cho một chiếc luôn. Nếu như mà các bác mua ở các cửa hàng hoặc là các siêu thị nhá. Đấy, nó giá liêm yết như này. Hôm nay thì bên em còn mấy hộp nữa thôi nhá. Thanh lý cho các bác luôn. Đấy, thanh lý lỗ vốn cho các bác luôn. 180.000 đồng trên một hộp, sẽ có 30 chiếc nhá. Giá rất là hời luôn. Và số lượng có hạn nhá, chỉ còn mấy hộp nữa thôi. Nên là các bác nào mà đang quan tâm thì là các bác nhanh tay nhá. Nhanh tay đặt hàng, các bác để lại số điện thoại hoặc là alo trực tiếp cho bên em. Tiếp theo một cái sản phẩm của ngày hôm nay mà em sẽ tư vấn từ các bác. Đây là chiếc máy khoan pin Hitachi này. Cái mã này bên em còn đúng một bộ duy nhất các bác nhá. Một bộ duy nhất. Đây là Hitachi 12V này, máy màu đen nhá. Còn đúng một bộ duy nhất. Giá là 350.000 đồng trên một bộ. Có một thân máy nhá, hai pin và một sạc. Sạc đi theo máy thì là sạc adapter. Đấy, đây là bộ màu đen nhá, có đúng một bộ duy nhất thôi. Cái này hôm trước là hết hàng lâu ghê rồi ấy, nhưng mà có một bộ của bác này là bác ấy ở cái địa chỉ ở cái vùng dịch nên là đến nơi là không phát được hàng cho nên là bị trả về đấy, nên là em còn đúng một bộ thôi nhá. Giá là 350.000. Đấy, còn cái bộ màu xám này là em còn mấy bộ nữa này. Đấy, màu xám thì nhìn nó sẽ đẹp và chắc chắn hơn. Đấy, các bác em so sánh cho các bác nhìn này. Đấy, đây là màu đen nhá. Màu đen là còn đúng một bộ thôi, là thanh lý là giá 350.000. Còn cái màu xám này này, màu xám này giá là 399.000. Cái màu xám thì các bác nhìn nó sẽ đẹp và chắc chắn hơn. Đấy, nó khỏe hơn cái màu đen một chút. Và nó có một cái ưu điểm nữa là nó có đèn báo pin này. Đấy, con này nó có đèn báo pin nhá. Cái màu đen thì là không có đèn báo pin đâu. Cái màu xám này là các bác có đèn báo pin như này này. Đảo chiều này, nút chỉnh nhanh chậm đầy đủ nhá. Máy hai chức năng này và điều chỉnh được 25 cấp độ trượt. Hai chức năng tức là các bác sử dụng để bắn vít vào khoan được nhá. Đầu máy nó là đầu mang danh nhựa tự siết đầu 10 ly. Và pin của nó là pin tròn, pin nhỏ gọi pin 3 cell như này. Máy chạy động cơ có chổi than nhá. Đấy, cái bộ 12V Hitachi này hôm nay bên em sẽ thanh lý cho các bác với mức giá là 399.000 đồng. Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho các bác. Đấy, một bộ nó sẽ có đầy đủ một thân máy nhá, hai pin và một sạc, một hộp đựng máy đi kèm cho các bác này. Tiếp theo thì cái mã này là của Hukan nhá. Đây là con Hukan 4 cell pin tròn này các bác này. Đấy, đây. Con này đang hết pin, con này đang hết pin nhá các bác. Cái bộ này nhá thì nó sẽ có nguyên hộp là một thân máy, hai pin và một sạc. Ngoài ra nó theo một cái bộ combo phụ kiện hơn 20 chi tiết, đầu mũi vít, đầu khẩu đi theo cho các bác. Và em nhấn mạnh là với cái mã Hukan này, thân máy của nó sẽ là chạy động cơ từ không chổi than và đầu 10 ly, đầu auto lock thôi nhá, đầu auto lock. Đấy, máy hai chức năng này. Các bác nào mà có nhu cầu một cái con máy bắn vít thật sự là khỏe, bền pin ok thì các bác sở hữu con này. Giá là 700.000 nhá, 700.000 miễn ship. Là có một thân máy, hai pin và một sạc và kèm theo một cái bộ combo phụ kiện nhá. Vì là em không có để cái hộp ở đây cho nên là em đưa cho các bác xem cái hộp của cái con Mayta này nhá. Đấy, cái phụ kiện của con Hukan 700 nó sẽ có theo một cái phụ kiện giống như con Mayta. Đây là cái hộp phụ kiện, nó sẽ hơn 20 chi tiết như này nhá. Đấy, có lối dài và đầu khẩu đầu vít như này cho các bác này. Đấy, còn đây là Mayta 12V này các bác này. Mayta 12V là hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác luôn với mức giá là 400.000 thôi nhá. 400.000 đồng cho một bộ nhá. Đây.
chức năng của nó như chi 12V luôn. Đấy, nhưng mà con này là của Mayta màu xanh. Sạc của nó thì là sạc đế như này. Sạc đế này và theo phụ kiện nhé. Theo phụ kiện mũi khoan mũi vít. Đấy, giá là 400.000 đồng trên một bộ nhé. Còn các bác muốn khỏe hơn thì các bác có thể xài sang cái pin con này pin 5 cell này, pin 20V. Đây là của Mayta 3 chức năng nhé. 3 chức năng là các bác sử dụng để bắn vít, khoan và búa để khoan tường nhé. Điều chỉnh được 25 cấp độ chuột này, có đảo chiều này, nút chỉnh nhanh chậm 1-2 này. Và đầu máy là đầu nhựa tự xiết đầu 10 ly nhá. Pin của nó là pin 5 cell như này, pin 20V, pin 5 cell. Hôm nay em thanh lý cái mã này cho các bác với mức giá là 520.000 đồng nhá. Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Nó sẽ có một thân máy, 2 bi và một sạc. Sạc đi theo cái bộ này sẽ là sạc adapter nhá. Và phụ kiện sẽ có một cái món phụ kiện 20 chi tiết như này đi theo như cái con 12V này nữa luôn cho các bác này. Giá là 520.000 nhé. Đấy, em giới thiệu tới đâu là em sẽ công bố giá cho các bác tới đó. Khi nào mà các bác đặt hàng ấy, thì các bác nhớ là nói cho em cái mã sản phẩm như em gọi tên và cái giá tiền để nhân viên thì em chốt đơn cho nó khỏi bị sai mã sản phẩm các bác nhé. May kìm hàn bên em còn rất là ít nhá. Kìm hàn em chỉ còn khoảng độ 7 hay là 8 cái nữa thôi. Nên là bác nào mà còn chưa chốt được cái kìm, mã kìm này thì các bác nhanh tay này. Giá chỉ có 30.000 thôi, nhưng mà nó rất là đẹp và chắc chắn. Đấy, cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Đây là cái mẫu mã nha các bác nhá. Mẫu mã đây 30.000 đồng cho cái chiếc kìm hàn này. Đấy, số lượng còn rất là ít nhá. Các bác mà chốt thì các bác phải nhanh tay cho em này. Hôm nay thì em còn một ít cái máy thổi bụi điện này nữa này. Đây, thổi bụi điện nhá. Cái này các bác sử dụng điện trực tiếp 220. Máy thổi bụi thì nó sẽ có theo ống thổi đầy đủ cho các bác. Và cái mã này em có điều tốc này. Đấy, các bác có điều tốc nhá. Điều tốc được 6 này, 6 lớp này. Đấy, thổi rất là mạnh lên cái lớp 6 này. Cái là nó bay cả cái ống thổi kia đi rồi cả. Cái ống thổi vì là vừa lấy em lắp gá nó chưa vào lớp nên là nó bay đi mất rồi. Đấy, em test thử cho các bác xem nhá. Đây, cái này các bác có thể thổi bụi thổi cát nhá. Cực kỳ là mạnh luôn, siêu mạnh luôn các bác nhá. Đấy, các bác thấy không? Rất là khỏe. Công suất của nó là 1000W này các bác này. Công suất 1000W nha. Vòng tua là 13.000 vòng trên 1 phút. Có điều tốc cho các bác nha. Các bác có thể là chỉnh được từ lớp 1 cho đến lớp 6. Đấy, lớp nhẹ này. Lớp nhẹ, lớp mạnh nhá. Rất là ok. Các bác có thể là sử dụng để vệ sinh nhà cửa hay là cửa hàng rất là tiện. Với cái mã sản phẩm này ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác luôn. Với mức giá là 350.000 các bác nhé. 350.000 đồng trên một máy, miễn phí ship hoàn toàn cho các bác luôn. Đấy, hôm nay thì em còn mấy cái khoan này là khoan điện đầu 6 ly của BTEC nhá. Đầu 6 ly. Cái này đầu 6 ly và công suất của nó là 450W này. Cái này sẽ phù hợp cho những bác nào mà làm nhôm nhá, làm nhôm. Nhẹ nhàng nhỏ gọn. Đây để em cắm máy chạy thử cho các bác tham khảo luôn về tốc độ của máy luôn nhá. Đấy. Rất là mạnh. Hôm nay cái mã này em tri ân cho các bác giá là 350.000 thôi nhé. 350.000. Bao ship tận nơi cho các bác luôn. Tiếp theo thì một cái mã sản phẩm này hôm nay em sẽ tư vấn tới các bác này. Đây là một chiếc ống nhòm nhá. Ống nhòm hôm nay em còn mấy cái màu đen nhá. Màu đen. Nhìn nó rất là sang chảnh luôn này các bác này. Đấy, cái này các bác sẽ có kèm theo cái lắp đậy đầy đủ nhá. Mặt sau, mặt trước nhá. Đấy, có lắp đậy như này cho các bác luôn. Đây, lắp đậy này. Rất là tiện, ok cực kỳ luôn. Cái này thì mã ống nhòm này các bác sẽ có túi đựng luôn nhá. Có một cái túi vải như này đựng cho các bác này. Đây, nó sẽ có một cái túi vải như này nhá. Túi vải để đựng này. Đấy, có dây đeo đàng hoàng luôn nhá. Bên trong này là các bác có, đây một cái dây đeo này. Và nó có một cái miếng vải lau như này nữa này. Đấy, nó có miếng vải lau mặt kính cho các bác luôn. Đấy, các bác có thể là sử dụng để đi tham quan du lịch nhá. Bác nào mà thích khám phá thì các bác có thể sở hữu nhá. Túi đây, đây túi dây đeo ở noi. Đấy, rất là đẹp. Cái mã ống nhòm này hôm nay thì em sẽ tri ân tới các bác với mức giá là 750.000 nhá. Nếu như mà sản phẩm này các bác mua ngoài thị trường, lấy mở những cái ống nhòm đẹp chất lượng như này các bác mua nó phải có tiền triệu đấy. Đây để em sẽ quay chi tiết này cho các bác được cùng lắm rõ luôn về cái mẫu mã của nó nhá. Rất là đẹp và chắc chắn luôn. Màu đen cực kỳ là sang nhá các bác nhá. Đấy, nhìn nó rất là đẹp, ok cực kỳ luôn. Đó. Hôm nay thì em tri ân cho các bác với mức giá là 750.000 nhá. Để các bác nhìn nó đẹp chưa? Rất là đẹp, ok cực kỳ luôn nhá. 750.000 thôi. Các bác được bao ship tận nơi luôn nhá. Nhận hàng thì được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Giá 750.000 cho cái chiếc ống nhòm màu đen này. Số lượng chỉ còn 2-3 cái thôi các bác nhá.
còn 2 đến 3 cái thôi, nên là các bác phải nhanh tay thì mới có đơn hàng nhé. Hôm nay thì em sẽ thanh lý một cái mã sản phẩm này cho các bác này. Đây là máy bu lông của Hitachi nhá. Đấy, bu lông của Hitachi này. Hôm nay cái mã này em sẽ thanh lý cho các bác với mức giá là 750.000 ạ. 750.000. Các bác được miễn phí ship tận nơi luôn nhá. Cái này thì nó sẽ có nguyên bộ cho các bác. Cái này em thanh lý rẻ nên là không có tặng theo phụ kiện nhá. Có nguyên bộ như này thôi. Đây là hộp đựng máy này. Đây, hộp đựng máy nhá. Bên trong này sẽ có một thân máy, 2 bi và một sạc. Đấy, một thân máy này, 2 bi và một sạc. Sạc đi theo máy là sạc bàn như này. Có một cái khẩu mở bu lông 22 này, một dây đeo máy này, một đựng máy cho các bác. Em thanh lý rẻ có 750.000 thôi, miễn ship tận nơi rồi. Nên là ngoài ra phụ kiện là không có tặng gì nữa nhá. Các bác cần cái phụ kiện gì thì các bác mua thêm. Đó. Con này thì nó sẽ là chạy động cơ từ không chổi than. Hai quả pin của nó là pin châu 10 cell nhá. Chân pin phổ thông như này các bác này. Để em hướng dẫn các bác để ý cái chân pin phổ thông là nó sẽ chân hai cạnh như này, khoảng cách hai cạnh này là 4 cm nhá. Đấy, để tránh trường hợp các bác nhiều các bác mua thân máy mà không để ý về nó không có vừa chân pin của các bác. Đấy. Cái mã này thì các bác sẽ điều chỉnh được hai cấp độ nhảy luôn này, 1 và 2 nhá. Đảo chiều qua là có chế độ tự ngắt này. Rất là ok. Đó. Đây, chế độ tự ngắt này các bác cứ điều chỉnh cái phím đỏ này được hết này. Đấy. Hôm nay em thanh lý cái mã này tới các bác nhà mình chỉ với mức giá là 750.000 thôi, miễn phí ship hoàn toàn cho các bác. Một bộ sản phẩm sẽ có bao gồm một thân máy, 2 pin và một sạc, một khẩu mỏ bu lông 22, một dây đeo và một hộp đựng. Đầu máy sẽ là đầu bu lông rỗng, bu lông 1/2, kim vít kim tôn được luôn các bác nhá. Máy thì là chạy động cơ từ không chổi than, có đảo chiều và điều tốc được ở công tác luôn. Đèn led soi sáng đầy đủ cho các bác nhà mình. Với mức giá chỉ có 750.000 đồng thôi. Một cái mức giá cực kỳ là hấp dẫn. Và số lượng có hạn nhé, chỉ còn vài cây nữa thôi. Nên bác nào mà đang có nhu cầu thì hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai để đặt hàng ngay thì các bác mới có đơn nhá. Bu lông Hitachi này, 750.000 nhá. Hôm nay thì em còn mấy cái bộ của máy 13 ly của Makita. Đây là máy 3 chức năng này các bác này, 3 chức năng của Makita nhá. Cái này các bác sẽ có chức năng bắn vít khoan và búa này, điều chỉnh được 20 cấp độ trượt nhá. Đầu máy sẽ là đầu kim loại tự siết đầu 13 ly và thân máy sẽ chạy động cơ từ không chổi than, pin châu 10 cell ấy nhá. Có đèn báo pin luôn cho các bác này, đảo chiều đầy đủ này, đèn led soi sáng này. Cái này thì các bác sử dụng để bắn vít, khoan và búa để hỗ trợ khoan tường cho các bác luôn. Với cái mã sản phẩm này thì sẽ phù hợp cho rất nhiều các ngành nghề. Kể cả các bác làm gia đình này hay là các bác thợ nhôm, kính, thạch cao, các thứ cơ khí, bắn tôn, bắn vít các bác đều có thể sử dụng được. Hôm nay em thanh lý cái mã này cho các bác nhà mình. Với mức giá là 1.050.000 đồng miễn phí vận chuyển trên toàn quốc về tận nơi cho các bác. Và ngoài ra là một bộ nó sẽ có một thân máy này, 2 pin này và một sạc. Đem còn mấy bộ nữa thôi. Nên là em sẽ tặng cho các bác này. Em sẽ tặng thêm cho các bác là hai cái mũi khoan đa lăng. Đấy, tặng cho các bác hai cái mũi khoan đa lăng xuất Nhật chu lục giác để các bác có thể là sử dụng để khoan tường. Đấy, cái mã này nó sẽ còn tầm hơn chục bộ nhá. Nên là 10 bác đầu tiên em sẽ tặng mũi khoan đa lăng. Thanh lý rẻ rồi cho nên là em chỉ tặng cho 10 bác thôi. Đến bác thứ 11 này em sẽ không tặng mũi khoan nữa, nó sẽ chỉ có nguyên bộ là một thân máy, 2 bi và một sạc thôi. 10 bác đầu tiên các bác sẽ được tặng mỗi bác là hai chiếc mũi khoan đa lăng xuất Nhật chu lục giác trị giá 70.000 đồng. Đấy, các bác nào mà đang có nhu cầu thì các bác nhanh tay đặt hàng để các bác có thể là trở thành top 10 bác đầu tiên được nhận quà tặng từ bên em. Hôm nay thì cái thân máy cưa xích nha. Đây thân máy cưa xích pin này. Thân máy cưa xích pin này em còn mấy bộ em thanh lý luôn cho các bác với mức giá là 380.000 đồng các bác nhá, 380.000 đồng. Cái này nó sẽ sử dụng chân pin phổ thông nhá. Các bác mà có máy khoan chân pin phổ thông rồi thì các bác có thể là sử dụng trung pin trung sạc với máy khoan được. Giá 380 là các bác chỉ có thân máy thôi, không có theo pin, không theo sạc, không theo gì hết. Đấy, nó chỉ có nguyên thân máy và có theo một cái ốp bảo vệ với lại một cái la và một cái xích đi theo cho các bác nhá. Đấy. Cái này chạy chổi than này, bác về cắt cây, cắt củi rất là tiện nhá. Thanh lý cho các bác cái thân máy này chỉ có 400.000 thôi. À em xin lỗi, giảm giá xuống chỉ còn có 380 thôi, 380.000 nhá, bao ship hoàn toàn cho các bác luôn. Tiếp theo thì em sẽ tư vấn tới các bác một cái mã sản phẩm này. Đây là máy chuyên vít của Daiwat này, mã XR các bác nhá, chuyên vít Daiwat XR.
Cái này thì phù hợp cho các bác nào bắn tôn bắn vít này. Các bác chuyên bắn tôn nhiều thì các bác có thể sử dụng được. Đấy, con này thì rất là khỏe luôn. Cái chân pin của nó chân pin 3 cạnh nhá. Cái này chân pin 3 cạnh này các bác này. Đấy, pin của nó chắc quá, tháo mãi không ra. Chân pin 3 cạnh nhá các bác nhá. Chân pin 3 cạnh và rất là khỏe. Với cái mã này các bác có thể bắn tôn chuyên nghiệp thoải mái cho em. Thân máy là động cơ không than và đầu chuyên vít nhá. Đầu chuyên vít như này các bác giữ vít cực kỳ là chắc chắn. Đó, hôm nay cái mã này em tri ân cho các bác với mức giá là 1.200.000 cho một bộ nhá. Nó sẽ có một thân máy nhá, hai pin và một sạc cho các bác luôn. Tiếp theo thì hôm nay bên em còn một ít cái đây. Cái này là máy khoan pin của Daiwat 13 ly nhá. Con này thì chạy động cơ có chổi than nhá các bác nhá. Con này chạy động cơ có chổi than. Đấy. Hôm nay em sẽ tri ân cái mã này cho các bác với mức giá là 950.000 nhá. 950.000 miễn ship là sẽ có đầy đủ một thân máy này, hai pin và một sạc. Máy là đầu kim loại 13 ly tự siết nhá và ba chức năng. Có điều chỉnh được 20 cấp độ trượt này, đảo chiều này. Thân máy thì là chạy động cơ có chổi than nhá. Pin của nó pin 10 cell. Thanh thì cho các bác giá 950.000 là có nguyên bộ. Và 10 bác đầu tiên là các bác sẽ được tặng hai chiếc mũi khoan đa năng xuất Nhật Chu Lục Giác nhá. Đến bác thứ 11 là không có quà tặng nhá. Các bác đặt hàng lưu ý giúp cho em. Bác nào mà có được nhận quà tặng ý, trong top 10 bác là khi mà các bác chốt đơn này em sẽ thông báo cho các bác biết luôn. Để tránh trường hợp nhiều bác mà khi hàng đến nơi rồi các bác mới biết là mình không có quà tặng thì các bác hỏi thì rất là khó nha. Đấy, em chỉ cho bác 10 bác là có quà tặng thôi nên là các bác lưu ý khi đặt hàng giúp cho em. Để các bác bên em sẽ nói rõ, các bác hỏi rõ giúp cho em. Tiếp theo một cái mã sản phẩm này nữa. Đây là máy bu lông của Mayta. Đây, bu lông của Mayta thì cái mã này nó là hàng lực siết khủng nhá. Cái lực của nó sẽ từ 500 cho đến 800 newton nhá. Để cho các bác có thể là sử dụng để bắn được những cái con máy bu lông cỡ lớn. Bình thường như những cái con bu lông nhỏ nhỏ ấy thì nó chỉ nặng tầm 1,5 cân cho đến 1,6 cân thôi. Nhưng mà với cái mã này các bác mà cho lên cân một máy với một pin như này nó sẽ nặng chừng hơn 2 cân ấy, tầm 2,2 cân cho đến 2,3 cân nhá. Cái thân máy nó rất là to, sử dụng để các bác có thể bắn được những con bu lông từ trên 20 nhá. Thân máy là không than và đầu bu lông đặc luôn này các bác. Rất là khỏe nhá. Khỏe cực kỳ luôn. Cái mã này hôm nay mà bác nào chốt đơn thì em sẽ tri ân cho các bác nhà mình với mức giá là 2 triệu đồng miễn phí ship. Đấy, 2 triệu đồng miễn phí ship. Và em sẽ tặng cho các bác thêm một cái đầu chuyển sang vít và một cái đầu chuyển sang khoan. Để các bác có thể là sử dụng được nhiều chức năng cho cái sản phẩm này. Máy thì có đây, có thể điều chỉnh được lốc 1-2 nhá. Và có chế độ tự ngắt để tránh bị đứt ốc luôn này. Có đảo chiều nhá. Và đầu máy sẽ là đầu bu lông đặc, đầu bu lông 1/2. Em sẽ tặng thêm cho các bác một cái đầu chuyển sang vít và một cái đầu chuyển sang khoan để các bác có thể sử dụng được nhiều chức năng luôn. Máy thì là thân máy là cái thân máy không chổi than rồi, còn pin của nó pin 10 cell và sử dụng chân pin phổ thông luôn. Nên là các bác rất là tiện. Đấy, cái thân máy của nó cực kỳ là nặng luôn. Rất là ok nhá. Với mức giá chỉ có 2 triệu thôi. Máy chạy cực kỳ là êm luôn. Đó. Hôm nay thì bên em còn một ít cái máy cắt cầm tay này em sẽ xả kho lốt cho các bác này. Đấy, số lượng là còn rất là ít thôi. Nên là bác làm mà chưa chốt được cái mã này thì các bác nhanh tay cho em này. Hôm nay em sẽ có mã chui ngắn hoặc chui dài nhá. Của T-Max này. T-Max thì nó là hàng công ty nên là 100% là hàng dây đồng ruột dài. Và em sẽ có hai mã, một mã chui ngắn và mã chui dài. Đây mã chui ngắn nhá. Chui ngắn thì là các bác sẽ sử dụng công tắc gạt đuôi này này. Tiếp theo là em sẽ cắm cho các bác nghe tiếng kêu của con máy chui dài luôn. Chui dài thì là sử dụng công tắc bó ở chui nha các bác nhé. Hai cái mã này thì vòng tua của nó đều là 11.000 vòng trên 1 phút và công suất là 950W. Đấy, mã chui ngắn này hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác nhà mình với mức giá là 399.000 đồng nhá. 399.000 đồng miễn phí vận chuyển trên toàn quốc về tận nơi cho các bác luôn. Đấy, và phụ kiện đi kèm nó sẽ có đầy đủ nguyên hộp cho các bác là một máy này. Ngoài ra là sẽ có một cái tay cầm phụ như này nhá. Một ốp bảo vệ lưỡi này và một tay mở lưỡi này. Hôm nay thanh lý cho các bác với mức giá là 399.000 đồng. Nhưng mà em sẽ tặng thêm cho các bác một cái lưỡi cắt gạch trị giá 50.000 nữa. Tính ra thì con máy nó chỉ còn có 350 thôi mà được bao ship về tận nơi. Đấy, một cái mức giá cực kỳ là hời cho các bác luôn rồi. Đấy, bác nào mà đang chưa chốt được cái mã này thì các bác nhanh tay bởi vì số lượng còn rất là ít các bác nhá. Còn với cái mã chui dài này này,
Mã xuôi dài này thì em sẽ thanh lý cho các bác với mức giá là 450.000 nhá, là sẽ miễn phí ship hoàn toàn luôn. Và phụ kiện đi kèm đầy đủ, tay cầm phụ, tay mở và ốp bảo vệ đầy đủ, tặng kèm cho các bác luôn một cái lưỡi cắt gạch khủng long trị giá 50.000 như thế này. Đấy, các bác có thể chọn lưỡi kín hoặc lưỡi bằng nha. Bên em có lưỡi kín. Đấy, lưỡi kín hoặc lưỡi xẻ, đây là lưỡi xẻ này, hoặc lưỡi kín là bên em cũng có. Các bác mà cần lưỡi kín hay lưỡi xẻ các bác thể báo bên em, còn nếu như mà các bác không báo thì em sẽ nhặt bất kỳ nhá. Đấy, quà tặng thì là một cái phần quà tặng rất là có giá trị và giá thì là giá hợp lý nhất và bao phí ship hoàn toàn cho các bác luôn rồi. Tiếp theo thì hôm nay bên em còn một ít cái sản phẩm này nữa nhá. Đây là cái kéo cắt bonsai, em còn đúng duy nhất một chiếc. Duy nhất một chiếc, mã 402 nhá. Thanh lý cho các bác với mức giá là 130.000 đồng nhá. 130.000 đồng, miễn ship tận nơi cho các bác luôn. Còn đây là cái kìm hát lần này. Đây là cái kìm bấm nha. Nếu như mà ngoài miền Bắc thì các bác gọi đây là kìm chết, còn trong miền Nam các bác gọi đây là kìm bấm, kìm bấm mỏ nhọn hoặc là kìm chết mỏ nhọn, các bác thể gọi sản phẩm như vậy cho em. Với mức giá là 120.000 đồng miễn phí ship cho các bác. Hàng hát lần chính hãng, logo dập lổ như này nên các bác xài cực kỳ yên tâm nhá. Cái chất thép của nó rất là bền. 120.000 đồng. Em miễn ship hoàn toàn luôn nhá. Hôm nay thì kho Gamini của bên em còn một ít này. Đây là kho một mỏ nhá. Kho một mỏ với mức giá là 90.000 đồng nhá. Đấy, 90.000 đồng. Mà đây em công bố giá để cho các bác có thể là cái kho một mỏ này sẽ là 120.000 đồng là miễn phí ship. Còn kho hai mỏ sẽ là 150.000 đồng miễn phí ship cho các bác về tận nơi nhá. Đấy, các bác thể chọn một mỏ hoặc hai mỏ ạ. Cái một mỏ thì nó sẽ có thêm ba cái que hàn ngắn ở đây nữa và một cái lọ thuốc hàn nhá. Còn hai mỏ thì không có theo thuốc hàn với que hàn. Đấy, hai mỏ thì các bác sẽ ra hai ngọn lửa, nó sẽ kho nó sẽ nhanh hơn. Và các bác sử dụng bình ga mini như này này, các bác chỉ cần lắp vào một cái bình ga mini như này nữa, với lại các bác có một cái bật lửa là các bác châm mồi là có thể sử dụng được. Đấy, các bác có thể kho lông chó, lông vịt làm trong gia đình hoặc là các bác thợ điện lạnh có thể sử dụng để hàn ống đồng rất là ok nhá. Đấy, kho một mỏ với mức giá là 120.000 miễn ship, còn kho hai mỏ sẽ là 150.000, giá là các bác được bao phí ship hoàn toàn luôn rồi nhá. Hôm nay thì sản phẩm máy cạo râu bằng pin, một cái siêu phẩm này của bên em còn số lượng rất là ít nữa thôi. Đấy, với cái sản phẩm này em sẽ chiên cho các bác với mức giá là 150.000, nó sẽ có nguyên hộp như này nhá. Đấy, bên trong các bác sẽ có đầy đủ này, một máy này, lưỡi cạo sâu cua này và một cái sạc và một cái chổi quét râu như này nữa. Trong máy thì là đã có một lưỡi dao cạo rồi. Ngoài ra các bác sẽ được tặng kèm thêm một lưỡi dự phòng. Nên là các bác thể sử dụng cái này một cái thời gian có thể là vài năm các bác mới có thể là phải đổi mới một cái máy khác nhá. Với cái sản phẩm này mà các bác mua ngoài thị trường thì nó phải có mức giá là 350 cho đến 450.000. Nhưng mà hôm nay ở trên livestream của nhà em thì các bác chốt được với mức giá là 150.000 nhá, bao phí vận chuyển. Các bác dùng thì rất là đơn giản, các bác cứ mở lắp đậy lại ra thôi. Hai bên sườn nó sẽ có hai công tắc nhá. Công tắc này bật lên là máy hoạt động này. Đấy. Các bác cạo râu ở cái phần này nhá. Còn công tắc này bật lên là sẽ có một cái phần dao cạo này để các bác tỉa tóc mai. Và đây là có một chiếc gương soi nữa. Các bác vừa có thể là cạo râu, tỉa tóc mai và soi gương được luôn. Và em nhấn mạnh này, nhiều bác sử dụng cái này chưa quen nhá. Các bác chỉ cần đưa thẳng thôi, lăn đi lăn lại là râu nó sẽ tự đứt nha. Các bác không cần phải cào cào như là trước các bác sử dụng cào dao tem đâu. Dùng cái này nó sẽ rất là an toàn, các bác không phải bị đau rát hay là chảy máu bao giờ hết. Đấy, nhiều bác sử dụng không quen mà các bác quen cào cào như là trước là dùng dao tem là nó không đứt râu đâu. Và râu là các bác phải cạo thường xuyên, không được để dài quá nhá. Các bác chỉ cần đưa thẳng trực tiếp lăn đi lăn lại là sẽ tự đứt râu. Đấy, rất là ok, dùng rất là êm với cái máy này. 150.000, miễn phí ship hoàn toàn tận nơi cho các bác nhá. Sử dụng xong thì các bác có thể là đậy lắp lại. Đấy, vệ sinh sạch sẽ đi đậy lắp lại và bảo quản vào hộp như này. Sử dụng cái độ bền của nó rất là cao. Đấy, và hôm nay thì em có tư vấn và giới thiệu tới các bác nhà mình rất là nhiều các sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề hay và hữu ích. Các bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai để đặt hàng nhé. Các bác nhớ là quan tâm điện máy thì các bác nhanh tay ấn theo dõi đăng ký kênh YouTube điện máy Ngọc Mai để sau này các bác có thể là tìm mua và sở hữu được rất nhiều các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề hay và hữu ích ạ. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây nhé. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào một cái buổi video lần sau.